Xin chào mọi người, hôm nay em có giới thiệu con kích 12V lên 220, 1500W, sóng nhà của nó là sóng vuông, cho anh Lực ở An Giang. Anh nói là anh chỉ dùng những khi là mất điện thôi, chứ cũng không dùng thường xuyên và cũng rất ít khi mất điện. Thì khi mất điện anh nhu cầu thì anh chỉ sử dụng 1 đến 2 cái bóng và một cái quạt. Thì em cũng có nói với anh là nên lấy loại xin chuẩn, nhưng mà anh bảo là thôi cũng không cần thiết cho lắm. Thì anh muốn em quay trực tiếp cái con kích này cho anh xem. Thì nhân tiện như vậy thì em cũng quay đưa lên YouTube luôn. Cái con kích này thì mã số của nó là như ở đây. Thì con này có cái đồng hồ hiển thị này, thì đồng hồ hiển thị bên DC này, vôn DC nha mấy bác, chỉ duy nhất vôn DC. Đây em cũng nói cho anh được biết nha. Thì công suất nó ghi ở đây là 1500W, nhưng mà con này nó rất nhỏ. Đây này, con này nó chiều dài của nó chỉ tầm được cỡ 18 phân, tầm 18 đến 17 phân, chiều ngang là cỡ tầm 10 phân và dài của nó tầm 7 phân. Thì con này nó nằm ở tầm chắc 8-9 lạng gì đấy. Nó rất nhỏ so với những con kích chất lượng như dòng xin chuẩn hoặc là cũng là sóng vuông, nhưng mà so với những con chất lượng thì nó to hơn gấp 3 đến 4 lần con này. Đấy, và có thể là gấp 5 lần. Nên là để nói con này công suất thực của nó ghi ở đây thì nó không bao giờ có. Nó chỉ được cỡ tầm, em có nói qua cho anh Lực rồi nha, thì anh vẫn quyết định lấy con này. Nó chỉ được cỡ tầm, theo em nghĩ chỉ được 1/4, 1/4 hoặc là 1/5 cái công suất người ta ghi ở trên đây thôi. Còn nếu các bác dùng quá thì nó sẽ rất nhanh cháy và nó sẽ bị báo lỗi ngay. Nếu con này, đấy, thì bề trên của nó là như thế này. Thì anh muốn em quay thì em quay thực tế cho anh xem luôn. Và bề mặt trước của nó cũng như thế này nha anh. Thì có một nút tắt bật này. Đấy, on off này. Giờ có một đèn báo nguồn và một đèn báo quá tải. Đây thì cộng ra 220 cho mình. Thì đằng sau của nó là như thế này. Thì nói cũng quay đến cái quạt này em cũng nói luôn. Những cái con mà sóng vuông này á, những cái hàng mà rẻ tiền này, nói chung là có mấy trăm ngàn thôi, nó rất rẻ tiền. Thì cái quạt làm mát này nó không phải là quạt làm mát thông minh như những cái kích hàng xịn đắt tiền, những loại xin chuẩn á. Có rất nhiều bác khi mua kích của em về thì bật lên dùng ngay và điện ngay cho em luôn. Chui, cái kích của anh bị lỗi rồi, anh cắm vào anh bật lên cái quạt làm mát không quay. Thì những cái kích xin chuẩn á, hàng mà chất lượng á, thì đa phần bây giờ người ta làm một cái cảm biến nhiệt. Và trong đấy người ta điều chỉnh cái tốc độ quay cho quạt. Kích mà càng nóng, sò công suất càng nóng thì quạt nó quay càng mạnh. Nói chung là những cái quạt mà những cái con kích đấy thì đa phần là nó gây tiếng ồn. Cũng tại vì cái quạt, nếu như những cái quạt này mà nó càng lớn á, thì cái tiếng ồn nó càng nhỏ. Nhưng mà cái quạt càng nhỏ mà quay công suất lớn á, thì nó càng ồn. Đấy, nên là những cái inverter có rất nhiều bác còn rất khó chịu về cái quạt DC này. Cái quạt này khi mà mình cắm vào mình bật kích lên là nó sẽ chạy ngay nha. Nó chạy cũng có tiếng ồn đấy. Đấy, thì mình về có thể là mình sẽ chế một cái quạt ngoài gì đó. Mình làm thì mình hạn chế dùng cái quạt này thì nó đỡ ồn. Còn những cái hàng mà cao cấp hơn, như những có thằng hàng có thằng Sure đấy, nhưng mà xin chuẩn cao cấp như kiểu 4.000 và 3.000. Thì nó có một cái chế độ chạy rất êm. Đấy, luôn luôn điều chỉnh tốc độ quạt cho quạt quay để cho inverter nó mát. Nên là quạt nó chạy cực kỳ êm, gần như là không nghe tiếng kêu của quạt. Nên là các bác dùng như vậy thì rất rất thích. Những cái con 3.000, 4.000 này chắc các bác dùng thì biết rồi. Thì những cái con sóng vuông á, thì nó như thế này này. Về tần số á, thì nó vẫn có thể ra là 50Hz. Nhưng mà về sóng của nó ra thì nó ra không xin chuẩn như là sóng xin. Đấy, sóng xin thì còn có loại ra xin chuẩn tinh khiết thì dùng được rất chi là tốt cho các thiết bị ở trong gia đình của mình. Thì những cái loại này dùng cho các thiết bị như là tải cảm, như quạt, mình dùng qua âm ly thì có tính ồn, dùng qua tivi thì nó sẽ có tính nhiễu ấy, sẽ có sọc. Đấy, cái loại này thì tốt nhất là mình nên dùng cho những cái bóng đèn sợi đốt hoặc là những cái bóng đèn điện tử thì dùng ok, không vấn đề gì hết. Thích hợp cho mấy bác có thể thắp sáng đi bán rong, rồi mình có thể ấp trứng
đấy, hoặc là bán sập quần áo các thứ, mình mua những cái con này thì nó rẻ tiền, thì nó tiện phù hợp hơn. Còn nếu mà mấy bác mà dùng những cái mà quạt thì không nên nha. Bây giờ em cũng test qua cho anh này, bây giờ em cắm điện nha. Đấy, cắm điện vào thì bật lên này. Đấy, bật lên thì cái quạt làm mát này nó sẽ quay ngay luôn. Đấy, cái quạt DC này nó sẽ quay ngay tức khắc. Và ở trên này nó là hiện bây giờ là vôn của bình bây giờ là 12V9, tại vì con này là điện áp vào của nó là 12V. Đấy, nó cũng ghi ở đây này, DC 12V lên 230V. Đấy, thì bây giờ em sẽ test qua cái quạt cho anh xem nhé, và cho mọi người coi luôn. Thì cái loại sóng vuông này tiếp quạt thì nó sẽ có tiếng kêu rất khó chịu nha. Đấy, em cắm vào này. Đây này, em đã bật cái quạt nó quay. Thì các bác nghe tiếng ù này. Nên là những cái dòng kích này á, khi mình dùng những cái quạt á thì nó có tiếng kêu, nhất là mình ngủ đêm khuya á, thì nó rất khó chịu. Tiếng ù nó nghe nó những người nào mà mất ngủ mà không ngủ quen á với những tiếng ồn á thì nghe những cái quạt này nó rất khó ngủ nha. Và đặc điểm của nó là những cái quạt thường á, quạt mà quấn bằng sợi đồng hay là những quấn bằng sợi nhôm á, hay những cái quạt không chất lượng thì cắm vào cái này có thể là nó chạy nó sẽ bị cháy. Quạt thường thì nó quạt xịn nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà dùng thời gian lâu thì nó vẫn bị cháy. Nên mấy bác mua những cái con kích này về thì mấy bác phải lưu ý điều này nha. Em khi em bán cho tất cả những khách hàng thì em đều tư vấn hết. Ở bên em có hàng chất lượng, hàng không chất lượng. Đấy, hàng như thế nào thì khi bán và dùng, mục đích của các bác dùng như thế nào thì em đều tư vấn rất kỹ. Thì hôm nay em cũng quay cái video này thực tế cho anh Lực anh xem, thì đồng thời em cũng đưa lên kênh. Thì bác nào quan tâm đến những cái sản phẩm ở bên em thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0964 187 919, hoặc là có thể kết bạn Zalo nhắn tin để anh em mình giao lưu trao đổi, đó là số 0982 584 027. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và quan tâm đến kênh của em. Em xin chân thành cảm ơn và xin chào tất cả.